Vào mùa hè sau giờ lao động căng thẳng mệt mỏi thì bà con chúng ta thường sử dụng một cái loại lá, đó chính là nước lá vối, thì uống cảm thấy là đỡ căng thẳng, đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Thế thì lá vối này là một loại lá rất là tốt cho điều trị bệnh, và một số căn bệnh mà điển hình hôm nay em sẽ nêu trong video này. Thì đầu tiên với lá vối nó sẽ có tác dụng rất tốt trong điều trị về chứng bệnh, đó là bệnh gút. Bệnh gút là một căn bệnh ngày càng phổ biến và nhiều người gặp phải. Và khi muốn điều trị bệnh gút ấy, thì mọi người có thể sử dụng cho em là cái nụ vối này hãm với nước uống hàng ngày rất là tuyệt vời. Và nếu như mọi người có thể đun sôi được thì cũng có thể uống và sôi chỉ khoảng 5 đến 7 phút thôi là lấy ra uống được rồi. Ngoài ra với một cái chứng bệnh tiếp theo là khi mà sử dụng cái lá vối này thì mọi người có thể sử dụng cho em để thải độc gan thận rất là hiệu quả, hay là hạ mỡ máu. Và cách dùng cũng tương tự như với điều trị bệnh gút, nhưng khi mọi người sử dụng thì vui lòng sử dụng lượng đầu tiên là ít một để cho mọi người quen dần với cái cây lá vối này. Và sau đó khi mọi người uống ấy, thì cố gắng uống lúc no nhé, bởi vì một số người uống lúc đói sẽ cảm thấy hơi nôn nao. Và khi mà sử dụng cái lá vối này thì mọi người hãy vui lòng rửa thật sạch, sau đó là hãm với nước. Đây là những cây vối rất là to và em đang sử dụng để làm dược liệu bào chế ra những cao trị gút của em. Thế thì mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y cũng hoàn toàn có thể liên hệ theo số của em là 0989 517 397, em có cả Zalo số đó.